Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai quê tôi. Ngày hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2023. Nhân dịp năm mới kính chúc tất cả quý vị các bạn một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực ngã ba Tam Hiệp. Và lúc này là khoảng 4:30 chiều. Ngày hôm nay sẽ cập nhật tình hình tại khu vực chợ Bùi Thái và chợ Tam Hòa để quý vị các bạn cùng theo dõi. Đây là hướng rẽ vào khu vực chợ Tam Hòa hay còn gọi là khu vực chợ thuộc giáo xứ Bùi Thái. Ở dọc khu vực chỗ này có một số tiệm vàng như là tiệm vàng Phúc Bảo, tiệm vàng Đức Thịnh. Ở đây là khu chợ Chiều, chợ Tam Hòa. Và ngày hôm nay thì có một số cửa hàng đã đóng cửa tiệm. Ngày hôm nay cũng là ngày lễ Đức Mẹ và cũng là lễ Chủ Nhật. Và trước màn hình quý vị các bạn là nhà thờ giáo xứ Bùi Thái. Lúc này giáo xứ Bùi Thái đang có thánh lễ thưa quý vị. Và hướng tôi đang di chuyển ra khu vực cầu Chúa Linh. Khu vực này thì buổi sáng rất là đông đúc. Năm nay thì dịp nghỉ Tết Tây cũng rất là được dài ngày quý vị. Nhiều người được nghỉ 4 đến 5 ngày. Chính vì vậy mà họ đi chơi cũng rất là đông. Đi một đoạn nữa thì chúng ta sẽ đi ra khu vực cầu Suối Linh. Sáng thì dọc khu vực chỗ này bán trái cây cũng rất là nhiều. Hiện nay Việt Kiều về Việt Nam vào dịp này thì được ăn sầu riêng. Sầu riêng mùa này cũng đang là sầu riêng trái mùa quý vị, giá khoảng 60.000 một ký. Ở đây trước màn hình quý vị các bạn là khu vực cầu Suối Linh. Ở khu vực cầu Suối Linh quý vị đang là giải tỏa. Hồi xưa thì ở đây có một cái suối nè quý vị. Đây cái suối chỗ này bây giờ được san lấp. Hiện nay đang giải tỏa dọc khu vực chỗ này luôn quý vị. Sắp tới đây sẽ rất là đẹp. Lúc này thì ánh sáng nó hơi bị ngược một chút xíu. Có nắng xuyên xuống. Hình ảnh quý vị các bạn xem nó sẽ hơi mờ chút, quý vị các bạn thông cảm.
Đây là khu vực phía trong thuộc chợ Tâm Hòa. Lúc này thì quý bạn thấy là họ đang bờ kè dọc chỗ này luôn là quý vị. Ở đây vào buổi tối thì quý vị các bạn thấy là chợ thật ở đây nè. Khoảng 11, 12 giờ quý vị các bạn ghé đây thì các bạn thấy là họ chở heo, họ mổ thịt ở đây rất là nhiều. Mọi người ở xa mà về khu vực chợ Tâm Hòa thì sẽ không nhận ra. Đây, quý vị các bạn có thể nhìn thấy là dọc khu vực chỗ này họ đang là kè dọc cái suối. Hướng này đi thẳng chúng ta sẽ đi ra được lại đường Phạm Văn Thuận. Và ra góc khu vực chỗ này, tôi sẽ quay lại cam cho quý vị và bạn cùng xem cái suối được cải tạo như thế nào. Khu vực này là khu vực gọi là cầu trắng quý vị. Hướng này là hướng đi về trung tâm thành phố Biên Hòa.
Hướng này là quý vị chúng ta đi thẳng thì sẽ ra được khu vực hồ Ông Thao. Lúc này là hơn 5 giờ rồi quý vị. Khu vực này là vẫn thuộc phường Tam Hiệp, phía bên tay trái màn hình quý vị các bạn là thuộc phường Bình Đa. Phía xa xa là ngôi nhà văn hóa khu phố 3 và khu phố 4 mới xây đó quý vị. Đường này thì chúng ta đi tách ra khu vực cây đa Bình Đa. Khu vực này mai mốt giải tỏa xây chung cư ở đây thì rất là đẹp. Quý vị vừa xem livecam thì thấy là ở phía trên, từ trên nhìn xuống hướng ra hồ Ông Thao lúc này cũng đang kè và sắp kè hết dọc khu vực chỗ này. Tương lai thì chúng ta sẽ nhìn thấy một con đường từ khu vực thành phố Biên Hòa phía trên từ cầu Gần và đổ xuống phía dưới khu vực Bình Đa này đúng không quý vị. Đây là cây cầu là hướng chúng ta đi ra được khu vực Bình Đa. Đây là khu đường Trần Quốc Toản. Đi một đoạn nữa chúng ta sẽ đến dốc Nguyễn Huệ. Và đến đây tôi xin phép dừng video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như quý các bạn yêu mến kênh Đồng Nai Quê Tôi, quý các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai Quê Tôi. Nhân dịp năm mới, kính chúc tất cả quý các bạn một năm mới luôn dồi dào sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý các bạn ở những video tiếp theo.